Chiều ngày 28 tháng 6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết đang xác minh làm rõ vụ một nhóm hơn 10 người kéo vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh, 78 tuổi, ngụ tại ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An, đập phá tài sản để đòi nợ. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 27 tháng 6, một nhóm hơn 10 đối tượng cầm theo nhiều hung khí kéo vào nhà bà Thanh, đe dọa và đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính. Thời điểm này, chỉ có bà Thanh ở nhà một mình, đang đứng phía trước sân. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lao vào trong nhà chính, rồi nhà bếp tiếp tục đập phá tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính và nhiều tài sản khác. Bà Thanh ra sức van xin, khóc lóc, nhưng nhóm này càng đập phá nhiều hơn. Theo phía gia đình, một người con trai đang ở chung nhà với bà Thanh có thế chấp giấy tờ nhà đất vay bên ngoài 150 triệu đồng. Sau đó, việc thế chấp vay mượn này đã được chủ nợ chuyển sang cho một chủ nợ khác. Gần đây, chủ nợ đã liên tục hối thúc và yêu cầu con trai bà Thanh trả nợ số tiền gốc và lãi là 450 triệu đồng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về fellow@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.